Chào bạn, tôi là Mộ Mộ Hoàng, chuyên gia Internet Marketing. Tôi đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động Digital Marketing. Và tháng 10 này, tại Sài Gòn, tôi sẽ tổ chức một lớp đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam dạy về công nghệ livestream. Các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta muốn livestream, có một cái rào cản rất lớn, đó chính là thu hút được khách hàng. Có một rào cản rất lớn liên quan đến vấn đề về chốt đơn, kịch bản và các công nghệ hỗ trợ. Thì như vậy, tôi sẽ dạy cái khóa học chuyên về công nghệ về marketing dành cho livestream. Khóa học này sẽ giải quyết được 5 vấn đề lớn. Vấn đề thứ nhất đó chính là làm thế nào để có thể chạy quảng cáo được livestream. Điều thứ hai đó là các phần mềm hỗ trợ bổ trợ để thực hiện giúp chúng ta thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng trong livestream. Phần thứ ba đó chính là cho các bạn thực hành ngay lập tức tại trên lớp và có đơn. Tôi sẽ set cho các bạn về các phiên live, có thể cùng các bạn thực hiện việc livestream bán sản phẩm của các bạn ngay tại chỗ và chúng ta nhìn thấy được kết quả ngay lập tức. Điều thứ tư đó là chúng ta sẽ có thể thực hành các phần mềm hỗ trợ livestream để giúp cho các bạn có thể dồn đơn, các bạn có thể tự động trả lời, có thể ẩn được comment, có thể gửi chat với khách hàng một cách tự động. Và phần thứ năm đó chính là phần đo lường thống kê, sử dụng các công cụ hỗ trợ để chúng ta biết được đó là phiên live của chúng ta hiệu quả như thế nào, tại sao không hiệu quả và ai là người sẽ giúp chúng ta mua được nhiều hàng. Và từ đó, nếu các bạn thấy là đây là một khóa học phù hợp với các bạn và đây là một cái khóa học mà chúng ta có thể mang lại lợi ích rất nhiều so với chi phí chúng ta bỏ ra, thì hãy inbox tham gia khóa học của tôi vào tháng 10 này tại Sài Gòn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.